Vâng, hello, xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bồng TV Điện Máy Trang Huê. Ngày hôm nay bên về một lô máy siết ốc, phải nói là ngon, khỏe và giá thì cực là rẻ luôn anh em nhá. Rồi, các bác có thể tham khảo cho em này. Trước mắt các bác đây là cái con máy siết ốc của Himoki. Em đã khui sẵn một bộ cho anh em nhà mình xem luôn rồi. Himoki 650 N, hết hàng rất là lâu. Ngày hôm nay thì về thêm hàng tất cả quý khách hàng bên em luôn nhá. Rồi. Trời ơi. Cái con dòng đầu đặc chuyên phục vụ các bác đi siết mở ốc này, mở ốc sau xe ga, mở tất cả các thể loại ốc trên xe máy, rồi mở ốc máy cày, máy nổ hay là ô tô đều được luôn cho em nhá. Con này lực của nó là 650 N luôn các bác. Rồi. Tốc 1 cho em này, tốc 2 này, tốc thứ và tốc thứ tư cho em. Trời ơi, cực kỳ là ngon luôn các bác ạ. Dòng đầu đặc anh em ơi. Rồi, con này thì có cò điều tốc, có gạt đảo chiều đầy đủ luôn cho anh em mình luôn nhá. Cò điều tốc này. Đó, và có đảo chiều cho tất cả quý khách hàng luôn. Con này motor brushless không chổi than anh em nhé, đèn led thì siêu siêu sáng luôn. Nguyên thân máy con này nặng cho em là 1,9 kg tới 2 kg luôn nhá. 1,9 kg tới 2 kg thì các bác biết là cái lực của nó như thế nào luôn rồi các bác nha. Trời ơi, con máy dòng đồ đặc cái này quá ngon, motor brushless không chổi than luôn nhá. Nguyên bộ này này, một thân máy này, hai khổ pin mời sale chân phổ thông này. Rồi, pin này thì có hai quả pin mời sale chân phổ thông, khoảng cách 200 pin là 4 phân là ok luôn này. Rồi, em đã khui sẵn cái ruột pin cho quý khách hàng em xem luôn rồi. Mạch pin là mạch pin 4 MOSFET, dòng xả lên đến là 80A, mài cắt bê tông các kiểu. Dòng đồ đặc thì nó công ty thì sẽ họ sẽ làm cái dòng mà pin dòng xả cao phục vụ các bác chuyên dùng con máy đồ đặc lực siết lớn và gọi là ép tải vô tư cho em. Con này một xe pin là 2.000 và một khối này thì sẽ là 4 ampe cho em nhé. Chân phổ thông anh em ạ, để yên tâm có thể dùng được rất là nhiều các loại máy khác nữa nha. Rồi mồ sạc cho em này, mồ sạc và bu lông nào thì cũng sẽ có là một khẩu 22 đi kèm kèm với cả hộp đựng nha. Hộp đựng con này thì quá xịn sò, Himoki này đấy, hộp đựng quá xịn sò luôn cho em. Và bảo hành thì bảo hành cho anh em là 6 tháng trên toàn quốc luôn. Rồi, quá ngon, quá chất lượng, về siết ốc thì cực kỳ ok luôn các bạn. Thì anh em đi cùng em test thử con Himoki 650 N xem nó khỏe như là em nói không nhá. Ok, các bác cùng em test cái con bu lông Himoki anh em nha. Em sẽ dùng khẩu 13 em bắn trên vít gỗ nhá. Tiếp theo em sử dụng khẩu 17 anh em nhé. Đấy, đứt luôn rồi anh em nhé. Đứt luôn rồi này. Xoay tròn này. Đấy, xoay tròn nhé. Đứt luôn anh em. Tiếp theo em dùng một con vít đầu 17, dài 15 phân anh em nhé. Bắn trên gỗ nhãn anh em nhé. Con này đứt luôn này, đứt luôn này, vậy. Đấy. Các bác thấy không? Con xoay tròn như vậy rồi, đứt luôn. Bây giờ em sẽ trực tiếp test cái khẩu bu lông 21 nhá. Mở ốc bánh xe 7 chỗ cho anh em xem nào. Phát một luôn anh em nhé. Đấy. Quá đơn giản. Con thứ hai này. Rất là nhẹ nhàng luôn anh em nhé. Đấy.
cực kỳ khỏe luôn. Đó, các bác thấy không? Trời ơi, phải nói là cực khỏe luôn anh em ạ. Mà giá ngày hôm nay thì bao rẻ toàn thị trường cho quý khách hàng luôn. Trời ơi, mới về hàng nên là giá sale siêu ưu đãi cho các bác. Mình sale giữa tháng nha. Một bộ bô lông Himoki 650 new, một thân máy này. Hai khối pin 10 sale chân phổ thông, dòng sạc cao, sạc bàn, hộp đựng và khẩu 22 được kèm. Các bác mua nguyên bộ con này thì em sẽ tặng luôn cho bác thêm đầu chuyển vít, đầu chuyển khoan. Về nhà anh em các bác muốn bắn vít hay muốn khoan đều ok luôn. Giá thì ngày hôm nay tới đây các bác chỉ có 1.350.000. Chưa bao giờ mà rẻ như thế nhá. 1.350 là em bao phí ship thôi. Là giấy kiểm tra vô tư nhá. Đồng đồ đặc thì yên tâm luôn. Làm thiết ốc các kiểu hàng công ty bảo hành 6 tháng thì yên tâm sử dụng luôn. Thì các bác nào có nhu cầu với con Himoki 650 new này thì các bác có thể alo trực tiếp cho bên em. Tất cả các đầu số như em đã để trên màn hình rồi, đó là 0929 này, 826628 hoặc 0982 826628. Thì cửa hàng nhà em ở tại Lý Nhân Hà Nam, anh em nào ở gần cũng có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, test hàng, mua hàng các bác nha. Và anh em quan tâm kênh thì các bác có thể đăng ký kênh hoặc bấm chuông thông báo để cập nhật video mới nhất ạ. Xin chào tất cả anh em nha.